棒。贝贝灯。Chào các bạn, nếu bạn bị bệnh, chúng mình sẽ giúp bạn khỏe lại. Đây là bệnh viện cá mập con. Không biết hôm nay ai sẽ tới khám bệnh đây? Hả? Ồ, mình nghĩ một vài người bạn bị bệnh đã tới rồi. Ôi không, cho mọi người bệnh nặng quá, phải vào chữa bệnh nhanh thôi. Theo mình nào, các bạn. Người đầu tiên, cá mập mẹ, xin mời vào. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Tôi đã vô tình bị bỏng nước rồi. Nóng quá, ôi. Bạn đã bị bỏng nước rồi. Ôi, đau quá đi. Vây của cá mập mẹ sưng phồng lên rồi. Y tá, hãy sẵn sàng công tác chữa trị nào. Các bạn, chúng mình cùng nhau giúp cá mập mẹ thấy đỡ hơn nha. Cá mập mẹ ơi, mẹ có đau lắm không? Tụi con sẽ chữa cho mẹ, mẹ sẽ thấy đỡ đau hơn. Đầu tiên, cùng làm mát chỗ bị phỏng dưới vòi nước sạch. Có tới 2 cái vòi nước kìa. Nên dùng cái nào đây? Cái đầu tiên hay cái thứ hai? Được rồi, cùng thử cái thứ hai nhé. Hả? Sao nước không chảy ra gì hết vậy? Ôi trời, sợ quá đi. Là một con rắn đáng sợ. Con xin lỗi cá mập mẹ, con sẽ chữa lại cho mẹ ngay. May quá đi, vây của cá mập mẹ đỡ phòng rồi. Nào, cùng thoa ít thuốc mỡ lên chỗ bị phồng nước nhé. Ôi, âu, âu, âu. Ôi không, có đau lắm không mẹ? Cố gắng xíu nhé. Wow, chỗ phòng nước đã xẹp rồi. Cuối cùng, hãy băng vết thương lại để không bị nhiễm trùng nhé. Các bạn, cùng chọn một màu yêu thích nào. Màu cam hả? Được thôi. Xong rồi. Cá mập mẹ đúng là dũng cảm. Nó sẽ không đau nữa đâu. Giờ thì chẳng tu 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 chẳng còn đau, tu 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 chữa xong rồi. Bác sĩ, y tá và các bạn à, cảm ơn nhiều lắm. Thật vui khi mẹ đã đỡ hơn. Lần sau nhớ cẩn thận với nước nóng để không bị đau nữa nhé. Người thứ hai, Ping Phong, xin mời vào. Chữa trị cho Ping Phong thật nhanh để vết thương không trở nặng nhé. Cố lên nhé Ping Phong, mình sẽ giúp bạn thấy đỡ hơn nè. Các bạn hãy cùng làm sạch vùng da xung quanh vết thương trước nhé. Ôi đau quá. Sạch sẽ rồi. Bạn làm tốt lắm. Cùng thoa thuốc lên nào. Vết thương sắp lành rồi nè. Hả? Cuối cùng, chúng ta hãy dán băng cá nhân lên vết thương nhé.
tiên phong, bạn thích loại băng cá nhân nào? Mình muốn cái băng có hình khủng long. Wow, tiên phong đã khá hơn rồi. Tiên phong, tu 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 tu, giờ thì chẳng, tu 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 tu, chẳng còn đau, tu 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 tu, chữa xong rồi. Cảm ơn các bạn, giờ mình có thể đi chơi được rồi. Tụi mình rất vui khi Biên Phong đã cảm thấy khỏe hơn. Người thứ ba, cá mập ba, xin mời vào. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Tôi ho sổ mũi, tôi đã bị cảm rồi. Ôi lạnh quá. Ồ, hình như bạn đã cảm rất nặng. Ôi không, ôi không. Achoo. Các bạn hãy cùng nhau chữa trị để cá mập ba có thể khỏe lại nhé. Hãy dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ cho cá mập ba trước nào. Ôi không, ba đang bị sốt cao. Hãy mau hạ nhiệt độ của cá mập ba xuống nào. Ôi, chúng ta hãy xử lý nước mũi màu vàng đi nào. Quái vật nước mũi. Cùng loại bỏ quái vật nước mũi nhanh nào. Wow, quái vật nước mũi đã bị hút sạch rồi. Y tá, bạn làm tốt lắm. Cá mập ba có sao không? Các bạn cùng chữa viêm họng cho cá mập ba nhé. Ôi không, vi khuẩn xấu xa. Hãy tiêu diệt những tên vi khuẩn này bằng cách xịt thuốc nào. Vi khuẩn đã bị tiêu diệt. Cuối cùng, ba cần được tiêm một mũi thuốc nữa là xong. Y tá ơi, hãy chuẩn bị ống tiêm nào. Khoan đã, tôi nghĩ tôi khỏe hơn rồi. Đừng lo, cá mập ba nè. Bạn y tá sẽ đảm bảo mũi tiêm không đau đâu. Chỉ châm chích một tí thôi. Tí thôi nè. Wow, xong rồi nè. Hả? Không thấy đau xíu nào luôn. Mập ba, tu du du tu du, giờ thì đã tu du du tu du, khỏe mạnh hơn tu du du tu du, chữa xong rồi. Tôi thấy khỏe rồi, bệnh cảm đã hết rồi. Thật vui khi thấy mọi người đã khỏe hơn. Ồ, cảm ơn bác sĩ và y tá. Các bạn cảm ơn rất nhiều vì đã cùng mình chữa trị cho các bệnh nhân hôm nay. Lần sau hãy cùng mình chữa bệnh cho mọi người nữa nhé. Tạm biệt. Ha, có trộm. Cảnh sát Thiên Phong tới rồi đây. Có chuyện gì vậy? Có trộm ở đây, tiền của tôi mất hết rồi. Vàng bạc châu báu của tôi cũng vậy. Sách của tôi mất rồi. Đồ ăn của tôi nữa. Và đồ chơi cũng mất hết rồi. Tôi nghĩ chắc là do gia đình cá mập trộm cắp đã làm. Gia đình cá mập trộm cắp? Đúng vậy, gia đình cá mập trộm cắp đã trốn khỏi nhà tù tối hôm qua. Những thành viên của gia đình này là những sinh vật xấu xa nhất đại dương. Ta phải bắt và cho chúng lại vào tù. Gia đình cá mập trộm cắp trông như vậy đây. Hmm.
trông chúng khá là giống gia đình chúng tôi, có phải không? Thật vô lý. Màu sắc thì giống nè, nhưng nhìn bọn chúng thật xấu xa. Đúng vậy. Và chúng còn có sọc nữa. Chúng ta phải nhớ đặc điểm này để tìm ra chúng nhé. Các bạn, sao chúng ta không cùng nhau đi bắt gia đình cá mập trộm cắp nào? Cá mập trộm cắp, ta không biết các ngươi trốn ở đâu, nhưng ta sẽ bắt được các ngươi. Các bạn ơi, cùng tìm tên trộm cá mập mẹ trước nào. Hãy nhớ, hắn ta có màu hồng và sọc đen nha. Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm cá mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Cá mập trộm cắp, bắt lấy nào. Ôi, Ping Phong, là tôi, cá mập mẹ mà. Tôi cũng đang tìm tên trộm cá mập mẹ đây. Cùng nhau tìm lại nào. Đúng là cá mập mẹ rồi. Mình xin lỗi. Cùng tìm lại nào. Tên trộm cá mập mẹ đang ở đâu? Ồ, đây rồi. Đứng yên, tên trộm cá mập mẹ. Ôi không, bị bắt rồi. Hãy thả tôi ra. Tôi không làm vậy nữa đâu. Tôi sẽ trả lại tiền lấy cắp mà. Tôi không thích ở trong tù đâu. Các bạn ơi, mình nghe nói tên trộm cá mập ba hay xuất hiện ở đây. Cùng nhau đi tìm thật kỹ nhé. Hãy nhớ, hắn ta có màu xanh và sọc đen nha. Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm cá mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Để mình dùng ống nhòm xem sao. Có ở đây không ta? Mình chỉ thấy có cá sọc thôi. Còn ở kia thì sao? Cá heo, bạch tuộc và cá voi. Mình cũng không thấy tên trộm cá mập ba ở đây luôn. Mình không nghĩ hắn ta trốn ở đây đâu. Cùng tìm chỗ khác nào. Hả? Bạn vừa thấy hắn sao? Ôi, đừng lừa mình chứ. Mình có thấy đâu. Hả? Bạn thật sự thấy hắn sao? Ở đâu? Bắt được tên trộm cá mập ba rồi. Giỏi lắm các bạn. Mở cửa ra cho ta mau. Ta chán ở trong tù lắm rồi. Có gì đó đáng nghi ở đây. Mình chắc tên trộm cá mập bà đang trốn đâu đây thôi. Các bạn có nghĩ giống mình không? Cùng tìm ra tên trộm cá mập bà nha. Hắn ta có màu cam và sọc đen. Được chứ? Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm cá mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Tìm được rồi, màu cam và sọc đen. Nhìn ta giống ăn trộm lắm sao? À không, xin lỗi bạn hộ nhé. Tìm lại nào. Có cái đuôi chuyển động kia kìa. Màu cam và sọc đen. Mình chắc đó là tên trộm cá mập bà. Tìm được rồi, tên trộm cá mập bà. Bị bắt rồi. Lần này ngươi may mắn đó. Ta mà trốn kỹ hơn thì ngươi đừng hòng mà tìm được ta.
Mình nghĩ tên trộm cá mập con đang trốn đâu đây thôi. Cùng tìm ra hắn ta nào. Ta cần tìm màu vàng, có sọc đen nha. Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm cá mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Hả? Là kem sao? Không, mình không muốn ăn kem đâu. À ha, các bạn muốn dùng kem để dụ hắn ta ra sao? Ý này hay đó, các bạn. Kem ngon quá đi, mình sẽ ăn hết kem luôn. À... Kem sao? Là kem của ta mà, trả lại cho ta nhanh. Bắt được rồi. À, ơi không. À, mẹ ơi, ba ơi. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Ta đã bắt được hắn rồi. Nhờ các bạn đó. Ping Phong, Ping Phong. Hả? Ping Phong, có thứ gì đó lạ đang nổi trên mặt biển kìa. Lại đây xem nào. Được rồi, tôi sẽ tới ngay. Hả? Cái gì đây? Tôi nghĩ tên trộm cá mập ông đang trốn ở đây đó. Ping Phong, các bạn cùng tìm kỹ nào. Được rồi, tìm thôi. Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm cá mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Khoan đã, ai đó xả rác xuống biển và rác đã trôi ra tới đây. Các bạn nhớ đừng xả rác bừa bãi nhé. Cùng dọn rác nào. Mình không nghĩ là hắn ta kia rồi. Cẩn thận lại gần nào. Cùng mình đếm đến ba nha. 1, 2, 3. Bắt được rồi. Tên trộm cá mập ong đã bị bắt. Ôi, nghe cao, thả ta ra ngay. Có phải mày ta đã ăn cắp thứ gì đó không? Ta có lấy cái gì nhiều đâu. Tại sao lại bắt ta chứ? Mở cửa ra mau. Thả ta ra. Của chúng tôi, các người phải bị trừng phạt. Đúng vậy, cá mập trộm cắp xấu xa. Ta sẽ nhốt các người vào nhà tù nghiêm ngặt hơn để các người không trốn được nữa. Cảm ơn cảnh sát Ping Phong. Đúng vậy, cảm ơn Ping Phong. Nhờ bạn mà chúng tôi đã lấy lại được đồ bị mất. Không có gì, đó là công việc của tôi mà. Hả? Cái gì? Tên trộm Ping Phong? Bắt tên trộm Ping Phong mau! Này các bạn có thích video của chúng mình không? Đừng quên nhấn đăng ký, subscribe nhé! Hãy tìm Ping Pong trên YouTube!